10 lời khuyên dành cho các bạn trước buổi stream debut VTuber. 1. Chuẩn bị sẵn cho mình một chai nước bên cạnh, lúc căng thẳng rất dễ bị khát nước. 2. Soạn nội dung, sắp xếp OBS gọn gàng, cẩn thận, tránh dễ bị nhầm nội dung trên màn hình với nhau trong buổi stream đầu tiên. 3. Nhìn thẳng vào camera, nói to, rõng rạc, tự tin. 4. Không nên vừa ăn vừa ra mắt, vì đồ ăn rất ngon, rất dễ làm mất tập trung. 5. Chỉ nên ăn nhiều nhất 3 quả trứng mỗi tuần, bởi vì trong trứng có rất nhiều cholesterol. 6. Không nên ôm xương rồng, vì hai tay ôm xương rồng rất đau. 7. Đi ăn đồ ăn nhanh, không nên xịt sốt cà chua ra sàn nhà, dọn dẹp rất là mất công. 8. Chó bông cũng nên được đối xử giống như chó thường vậy. 9. Kiểm tra chứng minh thư trước khi đến sân bay. 10. Phấn đấu để trở thành một công dân tốt,